làm like tặng son miễn phí nha. Ai đang xem like chấm thêm một chấm nha, để view cao lên tặng son cho mọi người nha. Son này là tặng không đồng nha mọi người, tặng miễn phí nha. Ai đang xem like của em chấm thêm một chấm nha, chia sẻ bài giúp em để view cao lên, bắt đầu tặng quà nha. Son này là em tặng miễn phí cho mọi người nha, ai có xem cũng có quà hết nha. Ai đang xem chấm thêm một chấm nha. Mọi người chia sẻ bài giúp em nha, chia sẻ bài giúp em đẩy view cao lên, em tặng quà cho mọi người nha. Ai đang xem chấm em một chấm nha. Ai đang xem like chấm thêm một chấm để em thấy mọi người nha, để em tặng quà cho mọi người. Đây là em tặng miễn phí nha mọi người. Ai đang xem like của em chấm thêm một chấm nè, để đẩy view cao lên tặng quà nha. Ai đang xem được like của em chấm thêm một chấm nè, chia sẻ bài của em về trang cá nhân với về trang cá nhân giùm em nha. Đẩy view cao là em sẽ tặng quà cho mọi người nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha, chia sẻ về trang cá nhân ở chế độ công khai và một hội nhóm nha. Comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Chào chị Mỹ Hạnh nha. Ai đang xem like của em chấm cho em một chấm nè. Ai đang xem like chấm cho em một chấm nha, để em tặng son không đồng nha. Rồi chào Nguyễn Thị Hồng nha. Chào Lê Thấm nha, chào Thủy Nguyễn, chào chị Mỹ Hạnh nha. Ai xem like chấm cho em một chấm nha, chia sẻ bài giúp em sẽ tặng quà nha. Son này tặng miễn phí nha mọi người, không nhận thì tiếc lắm nha. Chia sẻ bài giúp em về trang cá nhân của mình ở chế độ công khai nha, và một hội nhóm nha. Comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Mọi người đẩy view cao lên cho em đi, em tặng quà nè. Ai đang xem like chấm cho em một chấm nè, để em thấy mọi người nha, để comment của mọi người bị ẩn là em không thấy, để tặng quà cho mọi người luôn nha. Son này là tặng miễn phí nha mọi người. Em có dòng son nè, son chu nhung nè, son chu lip tiết nè nha, son babachi, son daisy và son lip tiết thỏi nha. Mọi người chia sẻ bài giúp em để nhận son nha, nho son tùy mọi người chọn nha. Chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha. Mọi người chấp son rất là mịn luôn ha. Nhân tay chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha. Son này là tặng miễn phí nha mọi người. Ai đang xem like chấm cho một chấm nha. Tình yêu ơi, ai đang xem like chấm cho em một chấm đi nè. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ bài giúp em về trang cá nhân ở chế độ công khai và một hội nhóm nha là sẽ có quà nha. Mọi người nhìn không? Nhìn thấy không? Chất son rất là mịn nha, rất là ok nha, rất là lì nha. Rồi chào Trang Môn, chào Thùy Nguyễn nha. Đẩy view cao lên em sẽ tặng quà cho mọi người nha. Chia sẻ bài giúp em và comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Đơn giản thôi. Mọi người nhanh tay chia sẻ mạnh tay nên tặng quà cho mọi người nha. Rồi Lê Thấm đã chia sẻ, tặng quà cho Lê Thấm nha. Nhanh tay lên mọi người ơi, còn nhiều phần quà lắm nha. Trang Ngôn đã chia sẻ, Trang Ngôn có quà nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha. Chia sẻ bài về trang cá nhân ở chế độ công khai và một hội nhóm nha.
là sẽ có quà. Nhanh tay lên mọi người ơi, còn nhiều phần quà hấp dẫn lắm nha. View kém gì đó. Ai đang xem like chấm cho 1 chấm nè. Đẩy view cao cao lên chứ nữa em tặng quà cho mọi người nha. Nè, xong xịn không nha mọi người. Ai đang xem like chấm cho 1 chấm nè. Chia sẻ bài giúp em là sẽ có quà nha. Ai đang xem livestream chấm thêm 1 chấm nha, đẩy view cao lên để bắt đầu tặng quà nha. Nếu có mười mấy người xem thôi à, khoảng 20 người xem là em sẽ tặng quà nha mọi người. Đẩy view cao lên giúp em nha. Chào em xin chào chị Ngọc nha. Hôm sau này là chị tặng miễn phí nha chị Ngọc ơi. Chị có 5 dòng son nè em. Son Daisy nè, son Babachi, son Chu Lipstick, son Chu Nhung và son Lipstick bắn nha, son thỏi nha. Đây là tặng miễn phí nha, các bạn được chọn dòng son ha. Chỉ cần chia sẻ bài giúp mình và comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Mọi người nhanh tay lên nha, comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Nhanh tay chia sẻ, đẩy view cao cao lên tặng quà cho mọi người nha. Son này không nhận là tiếc lắm nha. Ai đang xem like chấm thêm 1 chấm nè. Em xin đã chia sẻ bài là sẽ có quà nè nha. Em xin có quà nha. Nhanh tay lên mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay lên, em sẽ tặng quà nè. Này ít người quá vậy ta. Mọi người đi chơi hết rồi hả? Chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ bài comment là đã chia sẻ là em sẽ tặng quà nha. Ai đang xem like chấm cho em 1 chấm nè. Rồi em xin đã chia sẻ có quà nha. Em xin có quà nha. Mọi người có quà là ở lại với em tới cuối livestream để nhận quà nha. Nhanh tay lên, nhanh tay chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha mọi người ơi. Còn nhiều phần quà lắm nha. Khoảng 500 cây lần không thể thiếu phần nữa nha. Sau này không nhận là tiếc lắm ha. Chỉ cần chia sẻ bài của em về chế độ công khai, trang cá nhân chế độ công khai và một hội nhóm là sẽ có quà nha. Rồi Trần Ngân, tặng quà cho Trần Ngân nha. Rồi Trần Ngân có quà rồi em, chị tặng quà cho em rồi nha. Ai mà được nhận quà thì ở lại với em tới cuối livestream để inbox số điện thoại và địa chỉ qua em nhận gửi quà nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em để nhận xong nè, còn nhiều phần quà lắm nha mọi người. Để view cao lên chứ nữa đi, em tặng quà nè. Có mười mấy người xem mà. Ai đang xem like chấm cho em 1 chấm đi. Chia sẻ bài giúp em là sẽ có quà nha. Nhanh tay lên mọi người ơi, nhanh tay lên, em test son cho mọi người xem nha. Nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha. Chất son rất là mịn, rất là lì luôn á mọi người, kháng nước suốt 12 giờ nha. Không nhận là tiếc lắm nha. Nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha. Ai đang xem like chấm cho 1 chấm nè, chia sẻ bài comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Đơn giản thôi nha. Còn rất là nhiều phần quà đang đợi mọi người nha. Nhanh tay lên nào. Đẩy view cao lên cho em sẽ tặng quà nha. Nhanh tay lên mọi người ơi, chia sẻ bài giúp em sẽ tặng quà nha. Ơi, rồi Trần Ngân em chia sẻ bài cho chị là em sẽ có quà nha.
Chào Trang Môn nha, chào Đào Thủy Tiết nha. Cây son nắp đen nha em. Cây son nắp đen là cây son thỏi này hay là son tulip tiết này em, Trang Môn ơi. Cây nào cũng nắp đen hết em, chỉ có cây son chu là nắp trắng thôi à. Rồi Trần Ngân chia sẻ rồi là có quà nha em. Mà phải ở lại với chị tới cuối livestream chị mới biết được để tặng quà nha. Lương Hồng Duyên nha. Son Trung Nhung rồi, ok em. Ok ok em, son Trung Nhung nha. Tặng cho Trần Ngân nè. Chia sẻ bài rồi comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha mọi người ơi. Cây cuối cùng chị gặp hả? Là cây nào em? Chẳng ngon nữa là cây nào em? Chị đang cầm 5 cây luôn nè. Nè chị đọc tên son nha. Son này là son thỏi nha. Son Trung Nhung, son Tulip Tiết, son Daisy và son Babachi nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha. Để view cao lên tặng quà cho mọi người nha. Cứ mười mấy được xem mà. Mọi người ai đang xem like chấm thêm một chấm nha. Ai đang xem like chấm thêm một chấm nha. Hôm nay view yếu vậy ta. Chia sẻ bài giúp em để nhận son nha. Mọi người đẩy view cao lên khoảng 20 người xem giùm em đi, em sẽ tặng quà nè. Rất là nhiều phần quà đó nha. Daisy ở rồi Trang Môn, Daisy đúng không em? Daisy là cái này nè nha. Ok, ok Trang Môn nha. Mọi người chia sẻ bài nhanh tay giùm em nha, để view cao lên giùm em nha. Anh xem like của em chấm cho một chấm này à. Sao này hơi yếu vậy ta. Giờ này mọi người đi chơi hết rồi hả? Rồi em xin xong Daisy rồi, ok luôn. Nhớ chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ bài giúp em với cái độ công khai nha. Và một hội nhóm nha, là comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Nhanh tay lên mọi người ơi, còn nhiều phần quà lắm nha. Không nhận là tiếc lắm nha. Còn nhiều phần quà lắm, không phải là chỉ phần quà son này đâu thôi nha. Nhanh tay lên nè. Với nhau thân mến ơi, chia sẻ bài giúp mình và comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Mọi người nhanh tay lên nha, chia sẻ bài giúp em với nha. Comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ mạnh tay lên đi. Chia sẻ mạnh tay lên nè, càng nhiều người xem thì càng có nhiều người nhận được quà nha. Chia sẻ bài giúp em mới. Anh xem like chấm cho một chấm nha. Đẩy view cao cao lên mọi người ơi, có mười mấy người xem mà. Càng nhiều người xem thì càng được nhiều quà nha. Rồi ok thân mến, xong Daisy nha, xong Daisy nha. Đây là xong Daisy nè. Nhanh tay lên, nhanh tay chia sẻ bài giúp em đi. Chia sẻ bài để nhận son nè. Chia sẻ mạnh tay lên. Chào Hắc Mạn Đà La nha. Chào em xin nè, chào Trang Môn nè, chào Nguyễn Thị Thanh Mến nè. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha. Chia sẻ bài giúp em về hội nhóm và trang cá nhân ở chế độ công khai nha. Comment là đã chia sẻ là sẽ có quà. Đơn giản thôi nha.
son này trên thị trường có giá là 145k đó nha mọi người. Hôm nay em tặng miễn phí cho mọi người luôn nha. Son chu nè, son chu giá là 195k đó nha mọi người. Rồi, Thanh mới chia sẻ là có quà nha. Thanh mới có quà nha. Mọi người ở lại với em tới cuối livestream để nhận quà nha. Em còn nhiều phần quà nữa nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha. Chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha. Chia sẻ bài về trang cá nhân ở chế độ công khai và một hội nhóm nha. Một hay hai hội nhóm bất kỳ tùy mọi người nha. Miễn là có chia sẻ là được rồi. Comment đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Nhanh tay lên mọi người ơi, còn nhiều phần quà nha. Chia sẻ mạnh tay lên. Em còn nhiều phần quà để tặng cho mọi người lắm nha. Ở Thanh Mến ơi, có nhiều màu lắm nha em. Màu đỏ cam, đỏ tươi, đỏ rượu, đỏ cherry, cam đất, cam đào, màu hồng, hồng đào đó nha em. Đủ màu nha. Màu nào cũng có. Mọi người ở lại với em tới cuối live được nhận quà thì comment cho em số điện thoại và địa chỉ và chọn màu son nha. Mà phải lại với em tới cuối live mới nhận được quà nha. Còn nhiều phần quà hấp dẫn lắm nha mọi người ơi, không phải chỉ có son thôi đâu nha. Rồi chào Minh Phạm nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha. Còn dòng son đang hot trên thị trường nha mọi người. Không nhận thì phí lắm nha. Đẩy view cao ra em tặng quà nha. Anh em xem like của em chấm cho một chấm nè à. Để nhận xong miễn phí nè. Lê Thắm ơi, đỏ nhung không có nha em ơi. Lê Thắm ơi, chỉ có đỏ rượu, đỏ đất và đỏ tươi thôi nha em. Đỏ cam, không có đỏ nhung nha. Đỏ cherry. Trần Ngân ơi, em ở lại với chị tới cuối like rồi. Em hỏi anh bóc địa chỉ và số điện thoại cho chị nha. Đến cuối live chị sẽ kêu tên một lần nữa, ai có thì mới được nhận quà nha. Còn nhiều phần quà lắm mọi người ơi, không phải là chỉ phần quà sau này đâu nha. Em còn nhiều phần quà tặng cho mọi người lắm nha. Chia sẻ mạnh tay lên giúp em nha. Chia sẻ mạnh tay lên để nhận quà nha mọi người ơi. Chia sẻ là có quà, chia sẻ là có quà thôi nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha. Ai đang xem like chấm cho em một chấm nha. Em còn nhiều phần quà để tặng cho mọi người lắm nha. Không phải là chỉ son thôi đâu nha. Hôm nay view yếu quá vậy ta. Mọi người đẩy view cao lên giúp em ơi. Đẩy view cao lên để nhận quà nha. Chia sẻ bài giúp em để nhận quà nha mọi người ơi. Ai đang xem like chấm cho em một chấm nha. Đây màu son rất là đẹp nha. Son bao lì nha, bao lì bao mịn nha. Em đang sử dụng là son này mẹ bỉm sữa hay là mẹ đang mang thai gì xài cũng được hết nha mọi người. Mẹ đang cho con bú được xài rồi sử dụng được hết nha. Không nhận thì tiếc lắm nha. Mọi người đẩy view cao lên giúp em với, em tặng quà cho mọi người nha. Anh xem like chấm cho một chấm nha. Để em thấy mọi người để em tặng quà nha. Mọi người xem mà không có chấm là em sẽ không có thấy bình luận đâu nha. Bình luận của mọi người bị ẩn á, là không có thấy để tặng quà cho mọi người đâu nha. Anh xem chấm cho một chấm, đẩy view cao lên nha mọi người. Cam đất nè ha, màu này là màu cam đất ha. Cam đất rất là đẹp luôn nha, em rất là thích màu này nha. Lên môi rất là đẹp. Đẹp lắm nha mọi người, lên môi rất là đẹp nha.
Nè nha, mà chất son rất là mịn, rất là lì nha. Chậm như gì cũng không không có chơi đâu nha. Mọi người ăn uống thoải mái, không có bị sợ bị chơi đâu ha. Ai đi xem like chấm thêm một chấm nha. Hôm nay view ít quá vậy ta, đẩy view cao lên giùm em đi, em sẽ tặng quà nha. Còn nhiều phần quà hấp dẫn lắm nha mọi người. Chia sẻ bài giúp em, comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Chia sẻ bài giúp em với. Đây màu son rất là đẹp ha. Lê Thắm ơi, màu son đầu, màu son này á em. À, đây là màu đỏ, đỏ cam nha. Đây là đỏ tươi và đây là cam đất nha. Đây là đỏ tươi nha. Ơ lại rộm, đây là đỏ cam. Đỏ cam nè, đỏ tươi, cam đất. Rất là đẹp nha. Bao lì bao mịn luôn nha, thấy nước suốt 12 giờ nha, không sợ trôi đâu nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em để nhận son nha. Ai lên xem like chấm thêm một chấm nha. Ủa bình thường em đặng son rồi nhiều người vào nhận lắm, người ta sao hôm nay có mười mấy người vậy? Nhận son miễn phí mà mọi người. Mọi người để view cao lên giúp em nha, để em tặng quà cho mọi người nè. Bây giờ mới có mấy người nhận quà à. Em thấy mười mấy người xem đâu mà. Chia sẻ bài giúp em, comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Comment là đã chia sẻ là sẽ có quà nha. Rồi cam đất ok em, màu cam đất rất là đẹp, chị rất là thích màu này nha, đánh lên môi rất là đẹp nha. Ờ đúng rồi lên đó, chắc ngày đời này người ta đi làm hết rồi. Ờ đai si có màu, không có màu hồng phấn nhưng mà có màu hồng tươi nha em. Màu hồng tươi đây, không có hồng phấn nha. Nha Thanh Mến ơi. À, em rảnh giờ nào là tặng son cho mọi người giờ đó thôi nha. Giờ này thằng nhỏ mới ngủ mới được like tặng son cho mọi người thôi. Chứ nó thức là không có thời gian đâu ha. Hello chiếc lá nhỏ nha, hello Lê Thắm, hello em xin nha. Ai đang xem like của em chấm cho em một chấm nha. Cho em xem màu hả? Nè màu cam đất nè em. Màu đỏ tươi nha, đỏ cam nha. Để chị test thêm màu cherry cho mọi người xem nha. Đây nha, đây là đỏ đất nha, đỏ đất nha. Đây màu hồng đây, màu hồng xinh chưa, màu hồng nha, màu hồng tươi nha. Đúng rồi em, đúng rồi Thanh Mến ơi. Ai đi xem like chấm cho em một chấm nha. Son rất là đẹp, rất là mịn luôn ha. Bao lì nha. Ăn uống thoải mái nha, không có sợ bị trôi đâu nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em để nhận son nha, son miễn phí nha mọi người, nhận miễn phí nha. Mọi người nhanh tay lên nha, màu rất là đẹp nha, màu hồng rồi nha. Màu hồng rất là xinh luôn ha. Màu đỏ đất nè, màu đỏ cam, màu đỏ tươi và màu cam đất nha. Rồi ok, màu hồng tươi rất là xinh luôn nha, Thanh Mến ơi. Mọi người ở lại với em tới cuối like để nhận quà nha. Còn nhiều phần quà hấp dẫn lắm nha mọi người ơi. Ai xem like chấm cho em một chấm nha. Còn rất là nhiều phần quà hấp dẫn nha. Em tặng cho mọi người hết cái đống này để em nhập hàng mới về nha. Vậy còn mấy cái này khoảng 100-200 cây đó thôi. Em tặng hết cho mọi người để nhận hàng mới về nha. Mọi người nhanh tay chia sẻ bài giúp em nha. Để view cao lên nha mọi người ơi. Rồi, em sẽ tặng phần quà tiếp theo cho mọi người nha. Phần quà tiếp theo em sẽ tặng cho mọi người nè. Là một cây son Daisy. Một cái son Daisy nha. Một cái son chua lipstick. Một chai nước hoa chí Pháp. Một son nhũ môi, nó son nhũ môi mất tiêu rồi. Và một son dưỡng môi nha, son dưỡng môi bỏ ra mất tiêu rồi. Một son dưỡng môi nha.
Đúng rồi. Thì em sẽ tặng tiếp theo phần quà cho mọi người nha. Phần quà tiếp theo nè, một cây son Daisy nha, một cây son Chulitic, một chai nước hoa chiết Pháp, một son dưỡng môi, một hộp phấn IOB của Hàn Quốc, cao cấp của Hàn Quốc, và một lưỡi phấn dự phòng nha. Đây, combo 6 món như thế này em sẽ tặng cho mọi người. Em sẽ tặng cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? Hộp phấn này trên thị trường đang có giá là 450.000 nha. Đây mọi người có thể test mã vạch thoải mái nha. Phấn chính hãng của Hàn Quốc nha. Giá trên thị trường là 450.000 nha. Hôm nay em tặng miễn phí tặng cho mọi người combo này 6 món nha. 6 món như thế này chỉ có 159k thôi nha mọi người. 159k thôi nha, 6 món nha. Đây, một hộp phấn IOB Hàn Quốc cao cấp nè. Một lưỡi phấn dự phòng, một cây son Chulitic, một cây son Daisy, một chai nước hoa chiết Pháp và một son dưỡng môi nha. Đây, combo 6 món như thế này chỉ có 159k thôi nha. 159k nha. Hôm nay em chỉ chốt 5 đến 7 combo đầu tiên cho 5 đến 7 chị thôi nha. Em chỉ còn khoảng 5 đến 7 combo thôi nha, nên mọi người nhanh tay nha. Em test phấn cho mọi người xem nha. Phấn rất là mịn luôn ha. Mọi người sử dụng phấn này nè, thay thế kem nền, thay thế kem lót, thay thế phấn phủ ha. Chỉ cần dặm một lớp nhẹ thôi là đã đẹp rồi ha, không cần phải dùng phấn nhiều đâu nha. Thay thế kem nền, thay thế kem lót, thay thế phấn phủ nha. Trang điểm rất dễ dàng, chỉ cần dặm một lớp phấn nhẹ này thôi, dặm nhẹ thôi. Đây là phấn nước nha mọi người chỉ cần lấy một lớp nhẹ thôi nha. Dặm nhẹ nhàng thôi nha, không cần chà mảnh hay gì đâu nha. Dặm nhẹ nhàng thôi. Đây, dặm nhẹ nhàng thôi nha. Đó, dặm đến đâu là che phủ tất cả mọi khuyết điểm nha. Mọi người bị mụn hay là nám hay là tàn nhang gì đều che phủ được hết nha. Đó, chỉ cần lấy một lớp mỏng thôi nha, một lớp mỏng nhẹ thôi. Nó dặm lên mặt mình nó dặm nhẹ nhàng thôi nha. Dặm đến đâu che phủ toàn bộ khuyết điểm nha. Mịn da lắm nha. Da rất là mịn ha, này mọi người nhìn dòm nha. Này, da rất là mịn nha, không có trôi, không có bết, không có lem nữa ha. Cái này mà mẹ đang cho con bú nó hay là mẹ có thai đều sử dụng được nha. Em đang cho con bú mà em vẫn xài hàng ngày để test cho mọi người xem nè nha. Rất là mịn nha. Đây là được chiết xuất từ dâu hội nè và collagen tươi ha. Tinh chất collagen tươi nên mọi người yên tâm. Tái tạo da nè, dưỡng ẩm nè, bảo vệ cho da nè, chống nắng suốt 12 giờ. Đây chỉ số chống nắng là SPF 50 cộng nha mọi người nha. Mọi người có thể test thoải mái nha. Đi chơi, đi bơi hay đi biển đồ ok hết nha, không có bị lem khi gặp nước đâu nha. Rồi Lê Thắm ơi, một son đỏ cam ok em. Rất là mịn nha mọi người nè, da rất là mịn nha. Không có bị trôi khi mà mình đổ mồ hôi đâu ha. Gặp nước cũng không sao đâu, mọi người rửa mặt nhiều lần cũng còn nữa nha. Em test xong là em phải rửa mặt bằng sữa rửa mặt mấy lần mới hết á. Này rất là mịn da nha. Thay thế kem nền, thay thế kem lót, thay thế phấn phủ nha. Chỉ cần dặm cái này một lớp nhẹ thôi là có thể đi chơi được rồi ha. Là đủ đẹp rồi nha. Chống nắng bảo vệ da suốt 24 giờ nha, còn tái tạo da nữa nha. Là mịn da, săn chắc da nữa nè. Da rất là mịn luôn nha. Này. Combo 6 món như thế này, một phấn IOB, một lưỡi phấn dự phòng nha. Khi mọi người xài hết cái này thì mọi người gắn cái lưỡi phấn dự phòng này vào để xài tiếp tục nha. Một hộp phấn như thế này có thể là mọi người xài lâu thì khoảng 1 năm nha. Còn mà ngày nào cũng sử dụng là khoảng 6 đến 7 tháng nha. Ngày nào em cũng sử dụng đây nha. Một cây son Daisy hoặc là son Chung Nhung hay là son Babaji gì tùy mọi người chọn nha. Một cây son Tulipstick, một chai nước hoa chiết Pháp và một son dưỡng môi nha. Combo 6 món như thế này chỉ có 159k thôi nha. Ai lấy combo thì comment là 159 không số điện thoại nha. Rồi chốt cho em xin một combo, em xin lên số điện thoại cho chị nha. Em xin ơi lên số điện thoại cho chị nha. Ai lấy combo nữa mà em chỉ chốt cho 5 đến 7 chị đầu tiên thôi nha. Hết 5 đến 7 combo này là quay về giá gốc của nó là 450.000 một hộp phấn không đó nha mọi người. Một hộp phấn này không trên thị trường là 450.000 rồi nha. Son này là trên thị trường là 145.000 rồi nha. Son Chung Nhung này là 195.000 nha. Em tặng miễn phí hết cho mọi người luôn nha. Ai lấy combo thì có thể chọn được son nha, chọn được hai cây son siêu liền nha mọi người. Một chai nước hoa chiết Pháp, một son dưỡng môi nha và hai cái hộp phấn này nha, 159.000 nha. Ai lấy thì comment là 159k cộng số điện thoại nha. Em xin lấy combo cho chị số điện thoại đi em xin ơi. Nè da rất là mịn luôn nha. Không có trôi, không có bết nha. Không trôi, không bết nha.
đổ mồ hôi thì cũng không có sao nha, em đang đổ rất là nhiều mồ hôi nè, cũng không có trôi luôn nha. Rồi ok, chốt cho em xin một combo nha, em chỉ còn 4 combo nữa thôi nha, nhanh tay lên mọi người ơi. Rồi chốt cho Nguyễn Thị Thanh Mến một combo nha, 159k số điện thoại cho em nha. Nhanh tay lên nha, em còn 3 combo nữa nha. Dạ chị Thu Đặng Nguyễn ơi, phấn nước nha chị. Đây là phấn nước nha, phấn nước rất là dễ sử dụng nha, chậm một lớp nhẹ thôi là ok rồi ha, che phủ toàn bộ mọi khuyết điểm nha. Đây ví dụ như đây là khuyết điểm của mọi người như là tàn nhang hay là mụn hay là nám gì ha, mọi người chỉ cần dặm nhẹ thôi nha, lấy một ít thôi nha. Nè, lấy một ít như thế này vô bông phấn thôi, dặm nhẹ thôi. Dặm nhẹ thôi là che phủ hết toàn bộ khuyết điểm nha, rất là mịn da nha. Mọi người sử dụng thường xuyên cái này là giúp tái tạo da, nuôi dưỡng làn da nha, rất là mịn luôn nha, không có bị nổi mụn, không bị kích ứng da luôn nha. Mọi người nhanh tay lên nha. Rồi chốt cho Hà Thương, Hà Thương một combo nha. Là 3 combo, em chỉ còn khoảng 3 đến 4 combo nữa thôi nha, nhưng mọi người nhanh tay nha. 159k cộng số điện thoại nha, một combo 6 món. Chỉ có 159k thôi nha. Phấn này trên thị trường là giá 450.000 một hộp rồi nha mọi người. Phấn không đó nha, còn son là chưa tính nha. Mọi người mua được combo như thế này cũng không có dưới 600-700 ngàn đâu nha mọi người. Hôm nay em xả cho mọi người chỉ có 159 ngàn thôi nha. Em chỉ còn 4-5 combo thôi nha mọi người, nhanh tay. Rồi ok, chốt cho Hà Thương, chốt cho Thu Đặng Nguyễn nè. Thu Đăng Nguyễn nha, Thu Đăng Nguyễn một combo nữa nha. Mọi người nhanh tay lên, em còn khoảng 3-4 combo nữa thôi nha. Hết cái like này là sẽ trở về giá gốc của nó là 450 ngàn nha. Nhưng mà không có được tặng cái gì hết nha, hộp phấn không là 450 ngàn nữa nha. Em chỉ xả trên live tặng cho mọi người trên live, vừa bán vừa tặng cho mọi người thôi nha. Mọi người nhanh tay, ai lấy combo nữa thì 159k cộng số điện thoại nha. Đây một hộp phấn IOB Hàn Quốc, một loại phấn dự phòng là hai nha, mọi người xài xong thì gỡ cái này ra, rất là chắc chắn luôn ha, gỡ cái loại phấn ở trong này ra. Sao cứng này. Gỡ cái lỗi phấn ở trong này ra, sao cứng vậy? Cái lỗi phấn ở trong này nè, gỡ ra rồi thay cái lỗi mới này vô nha. Là xem như mình được hai hộp rồi nha. Nếu mà sử dụng thường xuyên thì khoảng 6-7 tháng, còn ai mà sử dụng lâu lâu đi chơi mới sử dụng thì khoảng được 1 năm nha. 1 năm mới hết cái hũ này nha mọi người, mà được tới 6 món nha. Đây một combo như thế này nha, combo 6 món nha. Nước hoa chiết phát này rất là thơm nha mọi người, thơm mùi rất là nhẹ nha. Nước hoa này trên thị trường cũng có giá là 120 ngàn rồi, em tặng cho mọi người luôn. Một cây son chu nhung hoặc là son Daisy hoặc là son Babachi mọi người sử dụng nha. Ở Thanh Mến này hạn sử dụng tới 2025 lần em yên tâm nha. Đây trên hộp phấn có ghi rõ nha. Trên hộp phấn có hạn sử dụng rõ ràng nha em. Có mã vạch nè, mọi người test mọi người bao test cho mọi người luôn nha, test thoải mái ha. Đây là phấn chính hãng của Hàn Quốc nha mọi người. Đây combo 6 món như thế này, 6 món như thế này chỉ có 159k nha. Mọi người yên tâm khi sử dụng nha. Cái này đang phụ nữ đang mang thai hoặc là đang cho con bú vẫn sử dụng được nha. Em vẫn đang chọn cho con bú nhưng mà ngày nào cũng sử dụng cho test thử cho mọi người xem là rất là mịn nha. Kháng nước nha, mọi người không có sợ gặp nước khi trời mưa hay là đi chơi hay là rửa mặt hay là mồ hôi ra gì đâu nha. Rồi còn ai lấy combo nữa không? Em chỉ còn khoảng 3-4 combo nữa thôi nha. Ai lấy combo thì comment cho em là 159k cộng số điện thoại nha. Combo 6 món như thế này chỉ có 159k thôi nha mọi người. Phấn thì trên thị trường giá là 450 ngàn nha. Dạ chị Thu Đăng Nguyễn ơi, được chọn màu nha, được chọn màu son nha. Mọi người được tặng hai thỏi son siêu lì và mọi người chọn màu giúp em nha. Màu nào cũng có hết nha mọi người. Màu son rất là đẹp luôn ha, bao lì luôn nha. Mọi người ăn uống hay là ăn uống gì cũng không có trôi đâu nha. Kháng nước suốt 12 giờ, có thể sử dụng cả ngày luôn, ăn uống thoải mái nha. Đây có thể được chọn màu son nha. Rồi ai lấy combo thì comment cho em là 159k cộng số điện thoại nha mọi người. Em còn 3 combo nữa nha, duy nhất 3 combo nữa nha. 3 combo cho ba chị nào nhanh tay nữa nha. 3 combo đó là hết rồi nha, là kết thúc like là sẽ quay về giá gốc của nó là 450.000 một hộp phấn như thế này thôi nha. Đây, một hộp phấn như thế này 450.000 nha.
Trên like này em chỉ xả cho mọi người thôi nha. Em xả cho mọi người với giá là rất là rẻ luôn nha. Không có ở đâu mà mua được giá này đâu nha. Phấn xài rất là ok nha mọi người. Da rất là mịn nha, rất là căng mịn mà bóng nữa nha. Mọi người chỉ cần dặm nhẹ một lớp này thôi là đi chơi được rồi nha. Là đi chơi thoải mái rồi. Rồi ok chị Thu Đặng Nguyễn nha, tí inbox cho em để nhờ chọn màu nha. Mọi người yên tâm khi sử dụng loại phấn này nha, ngày nào em cũng sử dụng nè. Da rất là mịn, rất là mịn nha, che phủ toàn bộ mọi khuyết điểm nha. Em thích cái phấn này là nó che phủ được khuyết điểm của mình đó. Dạ Thanh Mến ơi, ship toàn quốc là 30k nha bạn, không có được miễn ship nha. Em bán giá này là bèo lắm rồi nha, là xả cho mọi người bèo lắm rồi nha, cho nên mọi người chịu ship giúp em nha. Chỉ có 159k thôi mà được 6 món rồi. Được 2 cây son siêu lì là hơn 200.000 rồi. Hộp phấn này tới 450.000 lắm nè nha. 450.000 lên cho mọi người. Rồi Phong Phạm cho xem phấn lại nha. Đây phấn IOB của Hàn Quốc nha. Mình test lại cho mọi người xem một lần nữa nha. Nãy giờ em dặm là 3 lớp rồi đó nha. Dặm bao nhiêu lớp cũng không sợ hết á, không có gây kích ứng da hay là dị ứng da gì đâu nha. Ngày nào em cũng sử dụng, em test cho khách hàng xem hết nha. Đây, dặm nhẹ thôi nha, không cần chà sát hay là chà mạnh gì đâu nha, dặm nhẹ thôi là toàn bộ khuyết điểm rồi nha. Đây, mọi người chỉ cần lấy một lượng nhỏ thôi, một lượng nhỏ vô bông phấn thôi nha. Đó, dặm tới đâu che phủ một khuyết điểm tới đó nha. Dặm nhẹ thôi, che phủ toàn bộ khuyết điểm nha mọi người. Ai bị tàn nhang hay là mụn hay là hay bệnh là nám hay là gì đó, dặm lên thì nó sẽ che hết luôn nha. Là da rất là mịn nha. Dặm một lớp thì thôi, thay thế kem nền, thay thế kem lót, thay thế phấn phủ. Mọi người trang điểm như một bước đơn giản thôi, đánh cái này lên, bút mascara lên, thêm màu son nữa là ok rồi ha, là đủ xinh để đi chơi rồi nha. Đây rất là mịn nha, rất là mịn da luôn, không có trôi, không có bết, không có rít gì đâu nha, không có dính vào tay của em luôn á. Đây là phấn nước cho nên nó thẩm thấu vào da của mình nhanh lắm nha. Thẩm thấu ngay vào da để bảo vệ da nè, chống nắng suốt 24 giờ nha. Giữ ẩm da và tái tạo da nữa. Mọi người có thể sử dụng nè, hàng ngày đi làm cũng được nè, đi chơi. Những chị mà đi làm công sở hay là đi làm công ty gì đó, sợ mà bụi hay là khói bụi hay là nắng gì đó thì mình tắm cái này lên nó sẽ bảo vệ da cho mình ha. Không có sợ nắng nha, không có sợ bụi bẩn ha. Mọi người có thể sử dụng phấn này tới 12 giờ vẫn không có trôi đâu nha. Mồ hôi ra cỡ nào cũng không có trôi nha. Đây em đang đổ rất nhiều mồ hôi mà cũng không có trôi nha. Một hộp phấn IOB cao cấp nha. Một lõi phấn dự phòng là 2. Một chai nước hoa chiết pháp là 3. Một cây son siêu lì chu nhung là 4 nha. Một cây son chu lít tiết là 5. Và một son dưỡng môi nha, son dưỡng môi là 6 nha. Combo 6 món như thế này chỉ có 159k thôi nha. Em chỉ còn 3 combo nữa thôi nha, cho nên mọi người nhanh tay nha. Ai lấy combo thì comment là 159k cộng số điện thoại nha. 159k được 6 món nha mọi người, 6 món như thế này 159k nha. Ai lấy thì comment là 159 cộng số điện thoại nha, 159k cộng số điện thoại nha mọi người. Em chỉ còn 3 combo nữa thôi nha, cho nên mọi người lẹ tay nha. Mọi người nhanh tay lên nha. Kết thúc livestream là sẽ quay về giá gốc của nó là 450.000 nha. 450.000 một hộp phấn này không nha. Trên thị trường là 450.000 nha. Còn son em tặng cho mọi người hai thỏi siêu lì là trên 200.000 rồi nha. Nguyên cái combo này là không có dưới 700.000 nữa nha mọi người. Nên em chỉ bán cho mọi người là 159.000 thôi nha. Không mua thì tiếc lắm nha, em chỉ còn 3 combo nữa thôi nha. Duy nhất 3 combo nữa thôi nha. Mọi người nhanh tay lên giúp em nha. Đây mã dịch nè, mọi người có thể test thoải mái nha. Thay thế kem nền, thay thế kem lót, thay thế phấn phủ, che khuất khuyết điểm toàn hoàn hảo nha. Rất là mịn da luôn nha. Da rất là căng, rất là mịn nè. Rất là bóng đó nha, bóng da lắm nha. Mọi người đi đám, đi tiệc hay là đi chơi đó, chỉ cần dặm một lớp nhẹ thôi, không có tốn nhiều thời gian của mọi người ha. Dặm một lớp nhẹ thôi mà tha môi son lên là xịt nước hoa vô nữa, thơm phức là đi được rồi nha. Nay em bán trọn bộ combo này luôn nha, chỉ có 159k thôi nha. Có ai lấy combo nữa không, mà lấy thì comment cho em là 159k cộng số điện thoại nha. Còn 3 combo cuối cùng nha. Kết thúc livestream là trở về giá gốc nha mọi người ơi. Nhanh tay lên nha. Mọi người có ai lấy combo nữa không?
thì tiếc lắm nha, không có đâu mà bán giá rẻ như em đâu nha. Cái này em gọi là bán phá giá người ta đó. Ai lấy combo đúng không ạ? Ai lấy thì comment là 159k cộng số điện thoại nha. Mọi người được chọn màu son nha. Mọi người được chọn màu son nha, được tặng hai thỏi son này. Hai cây son này trên thị trường có giá là trên 300.000 nha mọi người, hai cây đó nha. Em tặng miễn phí cho mọi người luôn, mọi người được chọn màu son nha. Một chai nước hoa chiết Pháp này 120.000 rồi nha. Phấn này là 450.000 nữa nha. Hôm nay em chỉ bán cho mọi người trong một combo là 159k thôi nha. Ai lấy combo thì comment cho em là 159 cộng số điện thoại nha. Rất là mịn nha, da rất là mịn. Cái này mẹ đang cho con bú hay là đang mang thai đều sử dụng được hết nha, an toàn lắm nha. Nó thành phần của nó là nha đam và lô hội và các collagen tươi tự nhiên nha. Không có gây kích ứng da đâu nha, không có bị dị ứng gì đâu nha. Nếu mà sản phẩm không tốt là em đã không dám test lên mặt của mình rồi ha. Em vẫn còn đang cho con bú nè, nhưng mà em ngày nào cũng test phấn nè, rất là mịn nha. Nãy giờ em đang đổ rất là nhiều mồ hôi nhưng mà cũng không có trôi nè nha. Không có trôi, không có dính tay gì hết nha. Ai lấy combo 6 món thì comment là 159k cộng số điện thoại nha mọi người. Em chỉ còn 3 combo nữa thôi nha. Kết thúc livestream là quay về giá gốc nha. Cái này em chỉ bán trên live thôi nha, em chỉ bán trên live thôi. Ai mà mua thì comment cho em nha. Còn ở kết thúc live là giá gốc nha mọi người, là quay về giá gốc của nó nha. Rồi có ai lấy combo nữa không ạ? Ai lấy combo thì comment cho em là 159k cộng số điện thoại nha. Rồi mọi người inbox địa chỉ qua Facebook giùm em nha. Mọi người inbox địa chỉ vào tin nhắn giúp em nha. Rồi chọn màu son nha. Em sẽ gửi bản màu son cho mọi người chọn nha. Rất là đẹp luôn ha, chất son siêu liền nha. Chất son này là son siêu liền nha. Bao kháng nước số 12 giờ ha. Đây. Đây là phấn hạng của Hàn Quốc cao cấp nha mọi người. Em chỉ còn 3 combo nữa thôi, có ai lấy nữa không ạ? Kết thúc livestream là quay về giá gốc là 450.000 nha. Không còn giá này nữa đâu nha. Rồi có ai lấy combo nữa không ạ? Có ai lấy combo nữa không ạ? 159k 6 món nha. Sáu món như thế này chỉ có 159k thôi nha mọi người. Rồi ok Hà Thương, em inbox địa chỉ rồi. Rồi ok. Kết thúc like em sẽ check inbox của mọi người nha. Ai lấy combo đúng không ạ? Combo 6 món như thế này chỉ có 159k thôi nha. 159k nha, còn 3 combo nữa thôi nha. Chỉ còn 3 combo cuối cùng thôi nha. Ai nhanh tay thì comment cho em là 159k cộng số điện thoại nha. Em sẽ chốt đơn nha, còn 3 combo cuối cùng nữa nha. Kết thúc like là sẽ quay về giá gốc 450.000 nha. Còn ai lấy combo nữa không ạ? Rồi em xin ơi, em có số điện thoại rồi, một lát nữa chị sẽ liên hệ với em nha. Em inbox vào tin nhắn cho chị chọn màu son đi. Em thích màu nào thì em sẽ được chọn hai màu son ha. Chọn hai màu son, hai cây son siêu lì nha. Em được chọn dòng son nha, em thích son nào thì chọn son đó ha. Còn ai lấy combo đúng không ạ? Ai lấy combo thì comment là 159k cộng số điện thoại nha. Em chỉ còn 3 combo nữa thôi nha, mọi người nhanh tay nha. Ai lấy combo nữa không ạ? Combo 6 món 159k nha. Ai lấy combo thì comment là 159 cộng số điện thoại nha. Rồi ai lấy combo nữa không ạ? Nếu mà không ai lấy nữa thì em sẽ tắt like để check inbox của mọi người nha. Ai lấy combo nữa không ạ? Ai lấy thì là comment 159k cộng số điện thoại nha. Phấn rất là đẹp nha mọi người, rất là mịn nha. Rồi nếu mà không ai lấy nữa thì em sẽ tắt like để check inbox của mọi người nha.
tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha.